thiết thực chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và quốc tế lao động 1 tháng 5, quận Ninh Kiều đã hoàn tất để đưa vào sử dụng nhiều công trình xây dựng trên các lĩnh vực. Đó là công trình trường mầm non Tây Đô với kinh phí trên 30 tỷ đồng, trụ sở công an phường An Bình kinh phí trên 10 tỷ đồng. Ban quản lý dự án quận cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện nhiều công trình xây dựng khác như nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh đến ngã tư Quang Quốc Việt, xây dựng trụ sở làm việc tại phường Thới Bình, An Cư và các trường như mầm non Phượng Hồng, trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Ban đang lập thủ tục để lựa chọn nhà thi công xây dựng, khởi công xây dựng các dự án trong quý 2 năm 2023, thì gồm có là trường mầm non Phượng Hồng, trường trung học cơ sở Chu Văn An, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ Nguyễn Văn Linh cho đến đường Hoàng Quốc Việt và nâng cấp các tuyến đường trong khu trung tâm Mại Cái Khế.